Lúc đó chú có biết là vợ mình gọi là chân ướt chân ráo bước về nhà và phải đối diện với rất nhiều những cái khó khăn, những cái vất vả của một cô dâu mới bên nhà chồng. Chú có chia sẻ được điều đó với cô trong những năm tháng đó không? Biết chứ, biết, nhưng mà tại vì mình hồi xưa thì con thì nghe lời cha mẹ dữ lắm, cha mẹ nói gì nghe cái đấy. Thật ra con biết là việc nghe lời cha mẹ, thật ra đó giống như một cái quan niệm và một cái nếp sống, cái nếp nhà của những người ở những thời kỳ trước như cô chú. Đúng rồi. Vậy thì cô biết điều đó, nhưng sự tủi thân của bản thân mình lúc đó có không cô? Thật sự lúc đó tôi tủi thân, nhưng mà cơ ngày xưa là không thể mà gì bất đồng một hai câu nói gì buồn giận mà có thể dẫn tới ly dị. Với thời của tôi và ông xã tôi thì cái chữ ly dị đó không ai có biết hết trơn á. Dạ. Sau đó thì tôi sinh ra ở riêng, chồng tôi đi làm xa đến tận 10 năm sau đó. Mà trong thời gian đó thì anh vẫn đi về chỗ làm với lại về nhà. Mẹ con ở riêng. Đối với tôi lúc đó thì thật là khủng khiếp. Hồi xưa là đi làm công ty kháng trục vớt ở thị nghè, đi đủ tỉnh, các tỉnh hết á. Thật sự mình cũng ráng làm để kiếm tiền đó, về nuôi vợ chứ không phải gì trơn. Đàn ông mà ở ngoài thì đàn bà dập dìu sắc nước hương trời dụ dỗ, thì cái vấn đề mà ổng quen cái kiểu qua đường đi. Dạ. Thì tôi cũng nghe nhiều lắm. Có lần cô nghe ở đâu? Tôi nghe từ cũng vì ông này đi làm có một thằng em trai. Dạ. Đi làm chung em trai của ổng, rồi kỳ đó em trai đi về cái tôi mới hỏi, ủa chú Năm, anh Tuấn không có về ha? Nói ảnh mắc làm công chuyện, ảnh thợ đào, ảnh đâu có về được, ảnh phải làm, ổng có bà khác rồi. Anh ở nơi nào có còn mùa xuân không? Khi nào cô nghĩ là treo cô không? Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng trong cái câu nói của chú đó làm như bị hớ. Cái sau đó tôi hỏi thiệt không, bộ có bà khác hả? Em nói tôi không biết, chị muốn biết thì chị xuống dưới. Thật sự tôi đã đi. Năm đó là con tôi 6 tuổi, tôi 26 tuổi.